Yến Xích Lô, con gái vua sẽ gặp Ướt Chim Hoa Cải Đỏ. Vâng, chúng ta vẫn kịp thấy một trận đấu rất hay ở trong ngày đấu hôm nay. Thiên Vương Thương và Võ Đang sẽ đánh cùng với Côn Lôn và Nga Mi. Đây là lúc mà đội của Ướt Chim Hoa Cải Đỏ cần lấy lại phong độ của mình, thì họ đã để thua khá nhiều trận đấu gần đây rồi. Yến Xích Lô nổ lưỡng nghi rồi. Tỷ lệ trọng thương của Ác Thiên Vương này vẫn là khá tốt anh em ạ. Không, vẫn còn Ác Hoa Cải Đỏ em nhé. Mình tưởng là mất hình rồi. Đứng quá gần anh em ơi. Cả Yến Xích Lô con gái vua nên tách nhau ra một chút xíu, nếu như không bị dính một pha xiên đôi. Phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, Hoa Cải Đỏ sẽ theo kèm con gái vua, còn Ướt Chim thì sẽ là cuộc đối đầu cùng với Yến Xích Lô. Họ đều là những đội có số trận thua rất thấp ở trong mùa sau đấu thắng này. Ướt Chim trắng máu anh em ơi. Những pha chém của con gái vua vẫn đem lại hiệu quả rõ ràng. Và đến bây giờ thì Ác Hoa Cải Đỏ bị dồn vào rồi. Rất may ở trong những phút cuối cùng này chúng ta có thể thấy được một trận đấu cân não. Yến Xích Lô là một trong những Côn Lôn đang sở hữu mũ lôi khung đẹp nhất của server. 34 tốc độ đánh nội công. Con gái vua thì kiếm vô gian. Hoa Cải Đỏ thì nhân kiếm 40 tốc, 119 băng sát. Còn với Ướt Chim thì đã là một Ác Thiên Vương phun kế nghiệp rồi. Đồ không có gì để mà chê nữa, đều là những món đồ đẹp nhất dành hệ phái của họ. Khí tầm phù rất hay của Yến Xích Lô. Ướt Chim đã bị đóng băng. Mùa này mình thấy hơi lạ khi Hoa Cải Đỏ lại không đi cùng với Nga Mi nữa. Ở mùa sau đấu gần nhất thì họ đã cán đích với 46 trận thắng và chỉ để thua có 2 trận thôi. Nhưng mùa này khi Hoa Cải Đỏ chuyển hệ phái đi cùng với Ướt Chim thì số trận thua tăng lên rất nhiều. Gì đây, nhốn nháo anh em ơi. Rất khó nhìn. Anh em thấy không, choáng làm cho Chim không thể làm gì được anh em ạ. 34 tốc đánh nội công cơ mà. Nó sẽ làm cho tình huống xuất chiêu của Yến Xích Lô sẽ lên một tầm cao mới. Đã phải đổi mục tiêu rồi. Chim sẽ quay sang kèm con gái vua và để Yến Xích Lô lại cho Hoa Cải Đỏ đối phó nhá. Xét quá kinh khủng anh em ạ. Mình sẽ cố gắng mình để tay vào phím va này. Nếu như không có gì thay đổi thì tầm khoảng gần 6 phút nữa trận đấu của chúng ta sẽ kết thúc. Yến Xích Lô PK rất khéo anh em ơi. Lên ngựa và xuống ngựa đều hợp lý hoàn toàn. Nhưng đó là pha phản công hay đến từ Hoa Cải Đỏ. Còn ở phía bên kia thì Chim vẫn đang theo kèm rất sát con gái vua. Ồ, Hoa Cải Đỏ đánh nhầm vào Ướt Chim rồi. May sao là không bị ảnh hưởng sát thương anh em nhé. Tí nữa thì dẫm chân nhau. Yến Xích Lô hết máu rồi anh em ơi, mình không thấy bơm máu. Một tình huống bơm máu bằng từ hàng phổ đồ của con gái vua. Máu đã lên rồi, lưỡng nghi cũng đã đổ. Liệu có thực sự là Yến Xích Lô đã hết máu không hả anh em? Vâng, con gái vua đang lên ngựa để bút từ hàng phổ độ cho người đồng nghiệp của mình. Vâng, một pha mà Hoa Cải Đỏ và Chim đã cùng phối hợp với nhau để tấn công vào con gái vua. Vâng, đang lừa tìm thấy nhau để bút máu anh em ơi, để bút máu đấy. Lại nổ lưỡng nghi anh em kìa. Đúng là lưỡng nghi đã cứu Yến Xích Lô thêm một mạng nữa rồi. Nếu mà trận này con gái vua và Xích Lô này chiến thắng thì là một kỳ tích anh em ạ.
sống sót bằng hồi máu của skill tư hàng phổ độ. Xích lô xuống ngựa rồi anh em ơi. Di chuyển quá khéo, cả hoa cải đỏ và chim đều không thể bắt được hai ác màu xanh. Choáng quá khó chịu luôn. Hoa cải đỏ vẫn bắn bác cát nhi phục để gây choáng và giữ yên xích lô lại. Chỉ có điều nó chưa thành công. Ác màu xanh vẫn đang di chuyển quá khéo anh em ạ. Rồi yên xích lô bị bắt rồi và lại nổ lưng nghi anh em ơi. Đã 3 lần trong tình huống từ cõi chết trở về đến từ Apollon màu xanh. Thực sự là rất đau tim anh em ạ. Quá kịch tính, hoa cải đỏ bất động liên tục, vậy là con gái vua đã bị đánh bại rồi. Con yến xích lô thôi, chỉ còn chạy đua với thời gian em ơi, hết thật rồi. Hết máu rồi. Lưỡng nghi phải nói là nổ quá kinh khủng luôn, nổ liên tục. Đó là những giây phút cuối cùng của con gái vua anh em nhé.